À, xin chào anh chị em nhé. Hôm nay Hà Nhật VIP giới thiệu anh chị em một chiếc máy lọc nước điện giải, hay còn gọi là máy lọc nước ion kiềm. À, đây là chiếc máy model là TK, chiếc máy của hãng National nhé. Model là TK7206. Chiếc máy này sở hữu 3 tấm điện cực. Nó tạo ra khoảng 6 loại nước khác nhau. Con này về thì nó là hàng đã qua sử dụng gì nhé, đời 2008 trở lại. National thì đời 2008 trở lại, sau này Bana mua lại thì Bana sản xuất lại những công nghệ của hãng National nhé. Hàng về thì còn nguyên sách vở rồi thì phụ kiện đi kèm theo máy, như đây là phiếu bảo hành, đây là dung dịch quý tím để thử độ pH của nước, đây là các van vòi chia để xử lý này, đây như gói canxi hay gì đó, sách hướng dẫn. À, chiếc máy này thì tổng nói lọc nó sẽ lọc được 6.000 lít đấy gì nhá. Thì con này thì hiện tại nó còn còn lọc được khoảng 2.300 lít nữa. Đó, máy thì gồm có một dây cấp nước vào và một dây thải ra và một cái vòi ra để sử dụng nhé. Đây, hàng về còn nguyên thùng rất đẹp luôn. Con này thì về hình thức thì nó được khoảng 96-97%, nó dùng rất mới gì ạ. Để xem đây là trong này là bộ phận lõi lọc của máy này. Lõi lọc của máy nhé. Đây là model, đây đây thông thông số của máy đây. National TK7206 nhé, dòng 130 A điện 100V, made in Japan. Thật sự là sản xuất tại Nhật nhé. Máy rất mới, rất đẹp anh chị ạ. Ở chân nó có một cái đế hít hít hơi này, thì anh chị hít nó vào cái kệ của mình nó chắc hơn. Đấy, một dây to là dây cấp nước, còn dây nhỏ là dây thải, còn một dây điện nhé. Rồi, chiếc máy này anh chị nào mua thì liên hệ với em nhé. Rất đẹp luôn. National TK706. À, nó tạo ra các loại nước như này nhé. Này. Đầu tiên là nước rửa mặt anh chị nhé. Nước rửa mặt này có độ pH khoảng 6.0. Khi lấy nước rửa mặt đấy thì nó sẽ thải đường dây thải ra, nó sẽ là độ pH khoảng 10.0 đến 10.5, thì anh chị có thể dùng cái nước thải đó để ngâm rau củ quả để loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật nhé. Đây là nước trung tính. Nước trung tính này nó có độ pH khoảng 7.0 đến 8.0, dùng để pha sữa và uống thuốc tây. Đây là nước có độ pH 8.5, chúng ta uống làm quen với nước ion kiềm. Chúng ta đây là nước 9.0, chúng ta uống và pha uống lúc cơm lúc canh. Nước 9.5 chúng ta dùng để uống thường xuyên và pha trà, pha cà phê. Đây là nút nhấn điện phân liên tục này. Ở đây là tăng cường điện phân này. Đây là bấm reset 3, đây là bấm 3 giây để reset lại cái lõi lọc này. Đây là điện phân liên tục này. Nói chung chiếc máy cũng rất là dễ sử dụng gì nhá. Em có dán tiếng Việt bằng đề can rất là đẹp. Có hình ảnh minh họa nên chị yên tâm về cách sử dụng nhé. Video em có cách có video hướng dẫn sử dụng luôn. Rồi anh chị nào mua liên hệ với em nhé. Con này em bán giá 6 triệu rưỡi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt anh chị những video sau.